Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn. Để sở hữu một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan sản xuất năm 2018 thì quý anh chị chỉ phải bỏ ra khoảng tầm 535 triệu và giá trên vẫn được bớt thoải mái nhé. Xe đang bán tại Salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ cho em vào số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2018 màu trắng, nội thất đen, la răng 4 bánh đều đã được sơn đen. Và chiếc xe này vẫn còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe nếu như quý anh chị có nhu cầu. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Mazda 3, Mazda của Nhật Bản. Chiếc Mazda 3 này nó cũng khá là được nhiều người ưa thích. Một mẫu xe phân khúc hạng C bán rất chạy. Xe này được trang bị xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, viền cong kính phía trên và viền chân kính phía dưới cũng đều được ốp nẹp thanh mạ chrome. La răng hợp kim 16 inch đã được sơn phủ màu đen. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có đèn bi và đèn pha halogen. Phía này là đèn xi nhan, ở dưới này thì có đèn LED và đèn gầm ở đây. Mazda 3 là một trong những chiếc xe với ngôn ngữ thiết kế Kondo. Mũi trước khá là dài và đường cong lượn tạo lên một chiếc xe rất thể thao. Với khối động cơ 1.5 lít, chiếc Mazda 3 này nó là một trong số những chiếc xe tiết kiệm xăng của phân khúc hạng C. Bước vào không gian nội thất bên trong, toàn bộ ghế da nguyên bản theo xe màu đen. Xe được trang bị nút đề nổ thông minh, điều hòa tự động trên vô lăng tích hợp. Đây là chế độ lái thể thao và chế độ lái thường. Phanh tay điện tử, núm xoáy điều khiển trung tâm và núm tăng giảm âm lượng. Trên này thì có cửa sổ trời. Giá mong muốn công khai 535 triệu còn thương lượng. Anh chị nào quan tâm thì cứ gọi cho em vào hai số trên. Ở phía bên này thì có hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt và hệ thống dừng ngắt động cơ thông minh. Đây, khoang động cơ, máy số nguyên zin, keo chỉ nguyên zin. Xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video lần sau.